Chúc mừng nha. Vậy là sau bao nhiêu năm chờ đợi, anh sắp được làm cha rồi. Cảm ơn vợ. Mới đứa đầu ngọt ngào vậy đó, thử đẻ nhiều đứa đi rồi thấy cái cảnh. Đâu. Chính là đứa bé con của em cô, vì cô đã dẫn mẹ nó đi phá thai nên nó quán nó theo phá cô. Em ước chị, bản thân em chưa bao giờ nghe lời chị. Thất đức như vậy mẹ cũng làm sao? Chuyện làm ăn của chồng cô chỉ là khởi đầu, sau này nó sẽ phá tan nhà nát cửa. Chắc chắn nó muốn đầu thai vào bụng cô để nó trả thù.